Hello, xin chào, mình là Zoe đây. Và đây sẽ là cái video mà mình sẽ review cái con bàn phím Everglide Su68 mà mình được gửi đến từ LHT Hoàng Tùng. Cho nên là cảm ơn Hoàng Tùng rất là nhiều vì đã gửi cho mình cái con bàn phím này để mà mình gọi là chơi game, có Rabbit Trigger hiệu năng cực kỳ tốt. Để rồi để mà mình review cho các bạn xem. Ở đây đây, thì các bạn có thể comment nói cảm ơn Hoàng Tùng nha. Và nếu các bạn muốn mua cái sản phẩm này thì các bạn cứ vào Shopee của Hoàng Tùng hoặc là Facebook của Hoàng Tùng, hoặc là các bạn cứ nhắn cho Hoàng Tùng ở trên Facebook để mà các bạn mua cái sản phẩm này thôi. Thì mình không có lựa màu cái gì luôn á. Bạn Tùng bạn gửi cho mình cái bàn phím này, mình thấy là nó thật sự nó rất là hợp mình luôn. Nó kiểu cái màu xanh lá cây là cái màu mà mình thích nhất, cho nên là cảm ơn Tùng rất là nhiều. Chẳng hiểu tại sao bạn biết nữa. Nhưng mà về cái chất lượng hoàn thiện của cái con bàn phím này thì mình thấy là nó cho mình một cái cảm giác là nó không nhẹ mà nó cũng không nặng. Mình đã từng sử dụng qua một cái con bàn phím mà G65 mà độ case nhôm, xong rồi mình đã từng sử dụng qua Wooten độ case nhôm các thứ. Nhưng mà đến với cái con này thì tại vì mình nghĩ là nó làm hai cái case, kiểu cái case tách rời để cho cái phần mà led nó chạy như thế này nè, cho nên là cái trọng lượng của nó cũng giảm khá. Nếu mà nó một block nhôm luôn á thì nó chắc là sẽ nặng hơn rồi. Nhưng mà đối với con này thì mình thấy là nó không nhẹ, nó cũng không nặng, nó cũng ở tầm giữa, và mình thấy là chất lượng hoàn thiện của nó thì không có bị một cái vấn đề gì hết. Mình thấy nó cứng cáp, và với cái case nhôm như thế này thì mình cũng không có vấn đề gì thêm hết. Và mình cũng là không biết nói cái gì về cái case nhôm hết. Ví dụ như anode rồi màu này màu kia, xong rồi tĩnh điện cái thứ thì mình cũng không biết. Tại vì khi mà mình sử dụng cái con này thì mình không thấy là mình bị giật. Mình không thấy mình bị giật luôn, cho nên là mình không biết là cái xử lý của họ như thế nào. Nhưng mà trên cái con bàn phím này thì mình thấy mình chơi game, khi mình chơi game nha, mình thấy rất là thích luôn. Còn về cái keycap thì cái keycap này thì mình lại, nó lại không có hợp gu của mình. Tại vì sao? Tại vì mình chơi game rất là kiểu rất là dễ bám bẩn. Tại vì tay mình phong thấp cho nên là nó sẽ rất là dễ để bám bẩn. Nhưng mà khi keycap màu trắng như thế này thì chơi một khoảng thời gian cỡ một cái session chơi game thôi, một đêm chơi game thôi là cái keycap nó đã bám đất rồi. Và nó đã vậy nó còn màu trắng nữa, cho nên là sẽ nhìn nó sẽ rất là dễ mất thẩm mỹ. Nhưng mà có sao thì chơi vậy thôi. Và mình thấy là keycap này cũng rất là ổn luôn với cái hình in như thế này và cái aesthetic như thế này. Mình chỉ không thích cái phong thôi, cái phong nhìn đó. Mình đối với mình á, mình là một cái người mà kiểu nó tối giản, nó kiểu nó tiêu giản, thì mình thích những cái phong mà nó gọn gọn hơn là cái phong mà kiểu chữ phương pháp như thế này. Tiếp theo là tới cái phần gõ phím thì mình phải bất ngờ với cái con bàn phím này luôn. Là so với lại những cái con như là MS68 hoặc là những cái con như là ATK68 thì cái con này nó cho mình một cái cảm giác khá là giống cái cảm giác gõ của AE68. Đến từ Everglide luôn, tại vì nó nhẹ nhẹ như thế này. Nhưng mà nó không có bị wobble quá nhiều giống như là một cái con AE68. Và nó kiểu giải quyết hoàn toàn những cái gì mà cái con AE68 nó gặp phải luôn, giống như là squid wobble rồi các thứ. Rồi tiếng gõ lỏ lách. Thì đối với cái con này, tiếng gõ của nó rất là creamy luôn, rất là poppy. Mình rất là thích cái cảm giác gõ như thế này, tại vì nó vừa nhẹ mà nó vừa kêu một cái tiếng mà nó vui tai á. Cho nên là mình thấy rất là thích về cái cảm giác gõ cũng như là cái tiếng gõ như thế này trên cái con bàn phím này. Và về những cái stab tụng thì mình cũng không có quan tâm lắm đâu, tại vì mình chơi game bình thường à. Và khi mà mình chơi game, ví dụ như là mình tập trung chơi game đi, mình ship thì cái stab ship này nó rất là dễ dàng để mà mình bấm luôn. Và nó không có bị vướng giống như là một cái con mà nó lỏ như là M61SE mà nó bị khá là cứng khi mà mình giữ cái lúc này. Tại vì khi mình chơi cái ngón tay mình coi như thế này đó, để mình bấm như thế này nè, thì mình sẽ bấm vô cái nút ship về cái phần cạnh này. Và nếu mà kiểu cái stab nó không được kiểu gọi là nó không được mượt thì bấm nó sẽ khá là khó và nó sẽ khá là rít. Nhưng mà mình thấy là cái nút shift của Everglide làm rất là tốt luôn. Và những cái nút như Enter, Backspace thì nó cho mình một cái cảm giác rất là tuyệt vời, rất là thích. Thì đây là cái cảm giác gõ của nó rồi các bạn. Mình nghĩ là khi mà mình bưng nó lên như thế này thì nó sẽ kiểu có một cái âm thanh khác. Nhưng mà tại vì nó là một cái cục block nhôm mà, cho nên là không sao đâu ha. Cái phần nút space thì nó hơi cong nhẹ một xíu, nếu mà anh em có thể thấy. Đó, anh em có thể thấy là nó hơi cong nhẹ một xíu đúng không? Thì cái này nó cũng không có gọi là, nó không có làm cho mình bị một cái vấn đề gì hết, mà mình vẫn xài được bình thường. Và khi mà mình chơi game thì mình cũng không, mình ít, rất là ít xài nút space, cho nên là cái này thì mình vẫn pass được. Nhưng mà nếu mà có thể thì mình sẽ thay một cái bộ keycap khác, giống như là ví dụ như một cái bộ keycap màu giống như là cái màu case này cũng được, không vấn đề gì hết. Vậy khi keycap thì nó ok rồi. Còn về cái cảm giác gõ thì như các bạn đã nghe thấy đó, rất là mượt, rất là đầm. Và cái hành trình của nó thì 4mm, và nó cho mình một cái cảm giác khi mà bấm xuống nó rất là nhẹ, nhưng mà mình vẫn có thể cảm nhận được là mình đang bấm tới đâu để mà có thể gọi là active, có thể gọi là cái gì ta, có thể kích hoạt cái Rapid Trigger để mà có thể có một cái hiệu năng tốt trong game. Và khi mà đi đến cái phần hiệu năng trên cái con bàn phím mà
Su 68 này thì mình thấy là mình để mình coi lại những cái spec sheet của nó nha, tại vì nó có quá nhiều thứ mình cũng không biết là switch của nó đang xài là switch gì. Nhưng mà Hoàng Tùng, bạn Tùng cũng đã gửi cho mình một cái spec sheet các thứ. Scan rate là 10.000 Hz. Wow. MCU là ARM Cortex gì đó, dual MCU luôn nha, cho nên là maybe là nó sẽ có một cái gì đó mà nó lợi. Polling rate là 8.000 Hz. Dead zone 0% dead zone luôn. Cái bộ switch này là cái bộ switch Panda V5. Thì mình thấy là nó cho mình một cái cảm giác khi mà bấm xuống thì nó rất là mượt, nó rất là mềm mại, rất không có bị sạn giống như là cái bộ switch của M61 SE. Và nó cho mình một cái cảm giác na ná tương đồng với lại một cái con mà J á. Thực sự mình đã sử dụng qua J rồi và mình thấy là J á thì nó chỉ bị nặng hơn một xíu thôi, nó kiểu nó sao ta, nó chặt hơn một xíu, cái stem của nó chặt hơn một xíu trong cái này, còn cái này thì nó lỏng hơn một xíu. Và mình thấy cho mình một cái cảm giác mà kiểu khi mình chơi game á thì nó nhanh nhạy, nó linh hoạt hơn một xíu, tại vì nó nhẹ mà các bạn. Thì mình thấy là với cái hiệu năng Rapid Trigger trên cái con này thì mình khi mà vào game mình không thấy vấn đề gì hết. Mà lâu lâu nha, nó nhảy tới mức á là mình khi mà mình quẹt vừa quẹt ngón tay thôi là cái skill của mình đã bấm rồi. Giống như là những cái lần mà mình updraft hụt á, vừa vào round luôn là mình updraft luôn. Tại vì mình để bàn phím xéo, xong rồi cái ngón tay của mình cứ vậy nè, móc như thế này, thì nó quất vô cái nút quy. Và cái nút quy là mình để 1.5 luôn nha, thì nó vẫn bị, cho nên là đó, nó hơi khó chịu chỗ đó. Nhưng mà mình đã hạ xuống thành 2.5 rồi, thấy là nó giải quyết được tất cả vấn đề luôn. Giống như cái nút E vậy đó, nút E mình cũng đang 2.5, thì mỗi lần mà mình xài chiêu mình quất cái bùm vô. Còn về những cái di chuyển trong game thì mình thấy là nó mượt, nó nói chung là những cái mà hiệu năng của cái con bàn phím này thì mình phải nói là có thể đem đi so sánh với Wooten rồi. Cũng có những cái feature giống như là DKS là kiểu bấm nửa hành trình nó ra cái phím khác, rồi nhả hành trình ra nó ra phím khác các bạn. Thì mình thấy là con bàn phím này nó cũng có rất là nhiều những cái ứng dụng trang bị trong nó, cho nên là mình thấy là đây là một cái con bàn phím mà đáng tiền nếu bạn muốn có một cái đèn ngủ. Thì các bạn có thể thấy là led RGB của nó là cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp luôn. Đây có thể gọi là cái con bàn phím mà có cái led sáng nhất mà mình từng thấy luôn, sáng nhất mà mình từng có luôn. Và nếu mà cái phần mà keycap này nó tỏa led nữa thì thật sự nó là một cái gì đó, một cái đèn ngủ thứ thiệt luôn. Tại vì mình không hiểu sao nữa, nhưng mà tắt máy tính bây giờ nó cũng không có tắt đèn luôn, nó cứ chạy riết á. Và khi mà mình về nhà để một ngày á, xong rồi mình về nhà mình cầm vô con bàn phím á thì ấm dữ. Thì tổng kết lại thì đây là một cái con bàn phím nâng cấp đến từ Everclient. Sau khi những cái phiên bản mà AE68 rồi AE68 V2 á thì đây là một cái phiên bản kiểu cao cấp hơn của AE68. Mà mình thấy là nó thật sự, nếu mà mình phải bỏ ra 4 triệu để mình mua con bàn phím này thì mình cũng thấy khá là thích nó. Tại vì mình không cần phải độ điếc gì thêm như là Wooten nữa, thì Wooten thêm tiền độ đó là 7 triệu rồi. Thì đối với con này 4 triệu thì nó đã cho mình một cái trải nghiệm chơi game cũng như là gõ phím tuyệt vời rồi. Thì mình thấy là nó xứng đáng để các bạn chi tiền ra, các bạn đầu tư vào nó để mà các bạn có được một cái cảm giác gõ tốt, cũng như là một cái hiệu năng chơi game, hiệu năng Rapid Trigger cũng phải nói là tốt luôn. Tại vì mình chơi game đâu bị gặp vấn đề gì đâu, đúng không? Và tại vì nó còn nhìn giống như một cái con bàn phím custom nữa, cho nên là đây là cái video mà mình review cái con bàn phím Su 68 này, mình được gửi đến từ bạn LHT Hoàng Tùng, cho nên là cảm ơn Hoàng Tùng rất là nhiều. Và nếu các bạn muốn mua thêm một lần nữa, nếu các bạn muốn mua thì các bạn hãy xuống dưới phần miêu tả để mà bấm vào gọi là bấm vào link á, hoặc là bấm vào Facebook của Hoàng Tùng để mà liên hệ bạn Hoàng Tùng và mua cái con bàn phím này thôi. Thì cảm ơn đã xem, nếu các bạn thấy hay like, share, subscribe. Còn nếu các bạn muốn xem những video khác thì các bạn hãy bấm vào đây hoặc là đây hoặc là đây. Thì bye bye.